So she wanna go to Soho. Năm vòng sự kiện. À. Hình như là 5 vòng là ăn mừng con rô béo hay sao ấy nhở. Nếu như anh em nào đang có nhu cầu chơi sự kiện FC Online có thể đến với kho thẻ 365.com. Các bạn sẽ có một ưu đãi đó là nạp thẻ Ramana chiết khấu 6%, nạp sò chiết khấu 10%. Hình như mới đập lên, bác đập lên à? Ui, rô béo 7. Chết. Rồi ôi, Milan kìa. Được quá. Đối thủ thấy tái lại quần rồi bác ơi. Sao lại có Cafu ở đây, Cafu. Thực sự là một thiếu sót này. Em là em thấy một con 7 nữa nó mới đẹp. Trời ơi, Milan cộng 7 anh em ơi, Milan cộng 7 cực đẹp. Chất. Chờ bác mở thẻ đỏ đưa Mulit về thôi à. Tuyệt vời quá bác ơi, em mới lên pet rồi đấy. Nào, 6 gói ra hoi luôn. Beautiful. Tiền đạo anh. Anh cũng khổ. Brazil CB Ronaldo Morato. Lỏa quá mọi người ơi. Lỏa quá. Có người mở được Matic Return á. Uầy, bên người ta bán bao nhiêu nhỉ? Lê phê 1.000 tỷ. Yes sir. Ai, bán luôn. À, anh bán rồi em ơi. Hỏi xem chỉ số. Pháp. Cam. Ui Zidane men. Khởi đầu thuận lợi đấy nhờ, khởi đầu thuận lợi nhờ. Vô luôn một gói lần. Lady and gentlemen. Nào. Sao Zinola ít thì cũng phải 122 nha. Không có vụ đó đâu. À, điền thế chứ nhỉ. Bồ RB à, João Cancelo. Yes, 400. Đổi gió đi. Ba gói đi tơ đi xem nào. Đằng nào có mấy gói này nó cũng không ra gì thì cho nó một cái bất ngờ đi. Ý cam ý à. Ui. Trời ơi, 119 á. Thế thì không xả đâu anh em ơi, không xả đâu. Không được đâu. Bồ Đức cam. Ui, cam đức. Khá của nó chứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đẩy những gói 100 đi. Spotlight. Lewin Luis Diaz. Biết ngay là ông này mà. Lừa. LOL. Croatia Lewin. Rebic cũng 117 này. Không bị min. Quan trọng là không min. Ai đi? Không một gói LN nào. England CB Tomori. Hảo từ đây. Min hoài vậy. Nice. Được. 4 gói FA. Gói này em đi 4 nhé bác. Làm nào mình đệm một chút đi. England CM Tom Cleverley. Frank Lampard. Nó chỉ được thế, cuối này nó chỉ được vậy thôi. Trông kìa, sắp Euro rồi anh em ơi. Mọi người ơi, hứa với tôi đi. Mọi người xem Euro nhưng mà sắp tới vẫn để cho tôi một tát chứ. Chắc chắn em sẽ treo anh trong team em. Còn trong mắt em là trận bóng rồi kìa. Tình cảm anh em đâu hết rồi. Chân lý đâu hết rồi. Nacho 119. Oh man.
campaign. Campaign. David Silva. Nice. Được đấy chứ. Ê, thơm quá, thơm quá, thơm quá. Spotlight 122 này, 122 này. England. Lmao à? Con Don. Smith Rowe 119. Cho em xin bài thánh ca hàng gia đi. Cảm ơn Ri con chúa. Ui lại 119 này, nice. Thôi không vốt nhạc em ơi. Mỗi kèo một chỉ số à? 117 rồi này, 118 rồi này, 119 rồi này. Chạy đâu được. Hai lung bớt. Cavani với Osimhen, con nào ngon hơn á? Ý, nice. 2119. 6 gói ra được 2119 à? 3 con thì đẹp hơn. 1 gói 104 đi. Tìm cái cảm giác nghìn tỷ phát xem nào. Yo! À, có rồi. Pháp ST nào. Hungry. Hungry. Trời ơi, David Trezeguet. Tiếp nào, tiếp nào. Ủa sao lại có gói này? Chắc VIP à? Pháp CDM. Bia đá. Nice. Tiếp, 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 tiếp. Cái gì? Chelsea 4-0 á? Yêu nhờ. Đức CM nào, 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 Goretzka. Có thực sự là Chelsea đang đá không mọi người? Có thực sự là Chelsea không? Lại Tây Ban Nha, LB Reguilón. Ui, sao Reguilón ngon chứ. Nicolas Jackson. Anh đã nói như thế nào mọi người? Những người chê tôi thường không biết gì về bóng đá. May quá tôi không chê. Spade nữa, cam. Silva. Lại min tiếp. Yo. Ba gói à? Ở trong gói này còn gì mình chưa mở ra nhỉ? Còn kèo gì mình chưa ra ta? Ui, 81 chứ. Beyond 119 ạ. Đúng rồi, phá đảo rồi, phá đảo rồi. Ô oh! Thêm 1.000 tỷ đi. Pháp CB De Sailly 256. Ừ, LN như anh to nhất là nét vét. Jera 353. Mở chiêu quá, back to back. Spain L đúp. Pedro. Nice. Ok, bây giờ chúng ta sẽ còn lại kèo. Đây là 9 gói, 9 kèo nữa. Spotlight Brazil. Premier. Lại một vòng sự kiện một click á. Ok luôn Trần Phong ơi. LN. Úp, CB à? Nice. Được, 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 120 là ngon, 120 là ngon. Bây giờ còn lại đợi lợi. Úi, double LN. 121 từ gói này. Được ấy chứ. Ba thì sao? Ba con liên tiếp thì sao? Ba con liên tiếp thì sao mà nhở? Ui không nhìn thấy gì cả. Ui, ba con LN liên tiếp. Cái gì vậy? Mày. Ôi nhưng mà không bị LN min các bạn hiểu không? Bình thường nhá, gói này mở ra LN đa phần đều là Sola hoặc là Gomez. Bốn con sao?
4 con thì sao? Hơi khó, tôi đánh giá là con cuối hơi khó đấy. Đấy, spotlight rồi. Nhưng mà cũng thành công rồi. CAM của Pháp phê kia 120, oh my god. Trời ơi, ngày đúng là một ngày beautiful nhỉ bác Xuân Anh nhỉ. 5 vòng chất lượng. Cáp mình như mình vẫn còn gulit. Hà Lan, Ý, CF, Del Piero, được mà nói chứ. 1.000 tỷ. Bây giờ mới có kiểu niềm tin vào cái sự kiện này một chút rồi á. Vào cầu rồi á. Nào, 3 gói cuối, 123 nào. England striker, nhưng thôi Ian Wright rồi. Lại Owen. 123 nữa nào, 123 nữa nào. Tôi cần 123. Arhen, CM, không có CM. Hernan Crespo, no. Tôi che mắt này. Bởi vì tôi cảm nhận đây là một cái gì đó. Đây là một cầu thủ nào đó thực sự là một người. Có thể đó là 124. Không sao, nhưng mà tôi đánh giá là tôi này mở quá ngon. Đấy, 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 à. Không, đấy, xài, 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 đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi. Quẩy thương vụ 46.200 tỷ. Oh man. Yes sir, chúng ta sẽ đến với Boy Hun Milan Icon cộng 7. Trời ơi. Im lặng quá, khán giả đâu? Rô béo. Úi trời ơi, trông con rô béo Icon 7 kìa. Ui nó mượt kìa. Mượt hơn cả Sony luôn ấy chứ. Ui, Rai Cát sút điều nhờ. Nhi gôn à? Chiều mưa rơi tháng sáu trong lòng nhớ mong. Zambrotta uầy uầy nhìn cái đường bóng kìa. Oh man. Đỡ buồn á. Ủa mình đang... Sao lại giam rốt ta cú đúp được nhờ? Trời ơi! Tiền đạo của tôi đâu? Mình chọn Torres từ đầu rồi thì khi mà qua 12 giờ đêm nay game trả. Ta chỉ... Mình chỉ lấy khoảnh khắc mở Torres thôi mà. Mọi người xem tôi chắc chóng mặt lắm nhờ. Kiểu rốt skill á. Nôn nó mất đấy. À, tôi ngồi xem chắc kiểu như đang ngồi xe ô tô đời cũ á. Nôn tùm lum rồi đấy.